Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học hướng dẫn phần mềm Adjust 10.8. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn bài số 15 về chức năng tạo vùng buffer nha. Buffer là xác định quanh các đối tượng nha. Cái vùng đó phải quanh đối tượng. Có hai cách nha. Rồi ta vào trực tiếp thực hành luôn nha. Đây. Giả sử ta có một cái đối tượng này nè. Giờ ta muốn tạo là cái vùng điểm. Đây đây có cái vùng điểm mới nè. Đó. Ta muốn tạo là vùng điểm. Ta vô đây. Editor nè. Ta tạo vùng điểm là 20 nha. Đó. Hôm nay ta nhập vô cho số 1, số 2 thì cũng được. Đó, tạo vùng điểm thấy không? Rồi, xóa nha. Cái này có cái vùng điểm nhỏ nhỏ nè. Rồi, ta xóa nha. Giả sử bây giờ ta tạo ra một vùng mới nha. Đây, buffer đây. Đấy các bạn thấy không? Rồi, chọn vô nháp. Cho thông nháp nha. Đó, đây. Buffer là bao nhiêu? Ta cho nó 200 đi. Rồi. Ok nha. Đó, tạo là 200 bự luôn các bạn. Hai cái tạo 100 bự. À. Rồi. Quá bự đi. Đó các bạn. Cách làm là như thế đó các bạn. Tạo ra một đối tượng mới thì vô JavaScript. Còn không tạo đối tượng mới mà tạo trực tiếp tên đó thì vô đây nha các bạn. Vô đây nè. Buffer nè. Cho nó buffer thôi nè. Cái này mệt chứ lọc. Vô buffer nè. Tạo cho 200. Đó. Cho cái này xuống thành số 2 đi. Số màu cũng đẹp. Đó các bạn thấy không? Cũng vậy à. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe. Rồi, chúc các bạn thực hành thành công nha.